xót xa phiên tòa 7 anh chị em kiện nhau giành quyền nuôi mẹ già. Hôm ngày 30 tháng 9 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi đã xét xử vụ án tranh chấp quyền nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng mẹ và yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở quyền nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng mẹ. Phía nguyên đơn có 4 người con, phía bị đơn có 3 người. Đề là con của cụ bà đã 86 tuổi. Cả hai bên đều cố chứng minh phe còn lại bất hiếu, không có đạo đức và liên tục khẳng định họ mới là người đủ điều kiện nuôi mẹ. Nguyên đơn còn đề nghị tòa cho trình chiếu 42 video chứng minh bị đơn không cho thắp hương cha khiến họ phải gửi ảnh thờ lên chùa để thờ, không xứng đáng nuôi mẹ. Phía bị đơn thì nói có người bên nguyên đơn không có nhà cửa, sống tạm bợ, làm thuê nên không thể nuôi mẹ già. Tòa đã áp dụng luật hôn nhân gia đình và luật người cao tuổi xem xét tất cả con có quyền, nghĩa vụ chăm sóc phụng dưỡng mẹ già như nhau. Do đó đã tuyên mỗi bên được nuôi dưỡng mẹ 6 tháng, hết 6 tháng chuyển qua phía còn lại. Và khuyến khích hai bên ngồi lại cùng nhau tìm được tiếng nói chung. Xét thấy cả hai bên đều xuất phát từ tình yêu thương và hiếu thảo, nhưng lại dẫn đến một tranh chấp đau lòng. Phiên tòa kết thúc bản án sẽ có hiệu lực pháp luật và việc thi hành án sẽ khiến cụ bà phải di chuyển chỗ ở mỗi 6 tháng một lần, khiến người ngoài cuộc nhìn vào vẫn không khỏi xót xa,